Ôi, trời ơi, một ngày mới nữa đã trôi qua rồi. Ai, hôm nay không biết làm gì đi. Trời ơi, mình ấy, gọi được người ta mệnh danh là thanh kiếm, thanh gươm diệt quỷ. Mình sau bữa giờ không gặp một cái con quỷ nào để mình diệt hết trơn á, gầu muốn chết luôn á. Trời ơi, gồm hôm nay mình có hẹn với ba thằng bạn chí cốt của mình luôn, mà không thấy thằng nào hết trơn á. Một thằng gọi là vua hải tặc đến từ miền đất lạc. Nói chung là nó lạc lắm rồi, nó lạc lâu lắm luôn rồi. Rồi thêm một đứa nữa gọi là gì ta, cái gì mà hu ca ghê gì. Nói chung là hai đó không biết, không thấy nào lại chứ, lâu quá. Ai, đợi nó cả ngày. Tụi tao tới đây. Rồi mày xong rồi. Cái gì? Ôi không, ôi ở đây đâu vậy ta? Em ở thôn Cành Lá, xã Cành Cây, huyện Gió Mây, tỉnh Giờ Đất. Ây, hello, bon chi đi, Luffy. Ôi, thằng, ông là cái ông gì mà Tachigo, trời ơi. Tango đúng không? Mất dạy Tachigo, má ơi. Tango. Ủa? Trời ơi. Ôi, hôm nay tôi đến đây tôi kêu ông cho tôi xin dạy con quái vật đó. Tại tôi thấy cái quanh bì của ông còn dài quá, ông còn nhiều quái vật quá, cho tôi đi chém. Trời ơi, thất nghiệp bữa giờ. Này, ông có biết gì không? Tự nhiên tôi đang đi tới Wano, tôi đang giữa chừng, tôi đang kiếm mọi người. Cái tự nhiên ông kêu tôi tới đây, tôi phải lật đật tôi tới. Cái bây giờ ông nói tôi tới để cho ông mượn quái vật. Ủa, ông kỳ vậy? Ủa, trời ơi, tại vì cái trang cái phim của tôi nó hết rồi, ông... ông đạo diễn không cho tôi đi chiếm lộn nữa, hết buồn quá. Phim ông hết hồi nào? Chuyện ông hết chứ phim chưa hết nha. Với lại á, nè, mệt ông quá, tôi... Bây giờ ông có định làm gì ở đây không? Không thì tôi đi về lại Wano nè. Khoan, trời ơi, bây giờ tôi có rủ thêm thằng kia nữa, thằng Naruto nào? Á, thằng Naruto á. Nhưng mà... thằng bún to vậy hả? Đâu, nó đâu? Nhưng mà nó chưa tới, thằng này nó ghê lắm. Nhưng mà biết sao không? Tôi á, tôi với nó bây giờ là tụi tôi thất nghiệp rồi, tôi không có gì làm hết trơn á. Giờ tụi tôi nghèo chết vậy. Ông á, thấy ông đừng làm vô hay tặc nữa. Thấy làm cái gì mà từ năm này sang năm kia, năm nọ sang năm kia mà vẫn kiếm được kho báu quanh bi nữa. Ông mắc cười quá à. Cái thứ gì khó kiếm thì mình phải nhiều lên, nhiều tập mình mới đi kiếm được. Ủa, ai bị mấy ông nhanh, ủa ơi, anh chịu, chịu đi chứ. Hôm nay á, ngoài Naruto với ông ra, tôi có mời thêm một người nữa. Một cái người này rất là nổi tiếng luôn. Mà cái người này đem lại cho mình được một số tiền rất là khủng. Ủa, người này có biết vui hát thật không? Trời ơi, nói chung là người này không có bên mảng anime nên không biết đâu. Ủa? Gì kỳ vậy? Nhưng mà người này có thể đem cho mình rất là nhiều tiền không? Tham gia không? Nghe nếu nhưng là... mà có nhiều tiền vậy thì tôi sẽ được kết nạp thêm thành viên mới. Được. Được, tôi tham gia. Ok, tôi có tiền tôi sẽ mở ra một cái chỗ mà tự thanh gươm diệt quỷ riêng của tôi luôn, để tôi đi chiếm lộn riêng luôn. Không có cần gì ghê hả? Rồi cái chai nội kia sao chưa tới trời? Cái mò gì đâu á, không biết nào nó tới nè, thôi đứng đợi xíu đi. Ôi, nó tới rồi kìa Luffy ơi. Trời ơi. Trời. Nó to này sao? Sao tới lâu vậy bay? Mày bây giờ đó, mày đâu còn mày cũng đâu còn phim để đóng đâu mà sao mày lại lâu vậy? Đúng rồi. Ơi. Đó tao mà. Ơi, con nào xấu quá. À, đây rồi. Trời ơi, xin chào chị đẹp. Vậy nào? Đây mà đẹp ha. Em chị đẹp. Dạ. Tụi em muốn, tại vì tụi em thấy chị nổi tiếng quá, hôm nay em muốn mời chị đến gọi là mời tụi em đi vô cái chỗ mà Squid Game của chị á để chơi được không? Ui, Naruto, ra đây, nói nghe Naruto, ra đây. Dạ. Ê, mày tự nhiên cái thằng này nè, nó rủ mình vô chơi cái gì có tiền, xong tự nhiên nó rủ con búp bê nào xấu quắc tới mày. Nó ai vậy? Không, con búp bê này là cái con búp bê đại diện cho cái trò chơi đó. Trời, nó xấu nhưng mà cái bên trong nó nhiều tiền nên nó đẹp lắm mày ơi. Ôi, bao nhiêu mà nhiều chứ? Mày nói nhiều sao tụi tao không biết được? 456.000 đô. Oh my god. Trời ơi, tính ra Berry thì cũng được hai cá. Được. Vô. Rồi thằng Naruto này hả? Này mà nó có đủ tiền ha, nó mua lại nguyên cái làng sa mạc gì của thằng Gaga luôn á, khỏi động luôn. Trời, dư sức luôn, nhưng mà giờ tụi ta làm Hokage mà. Nó làm Hokage mà. Nó mua gì nữa? Thì mua thêm mấy cái nữa. Thôi nói chung là vô game đi. Vô game. Chị gái ơi,
cho tụi em đăng ký ba slot vô trò chơi nha. Bình thường tao phải đi kiếm người chơi, hôm nay tụi bay tự lú đầu vô à? Không sao, trời có tiền là có tất cả. Đúng rồi, tụi em phải tiền rồi. Tụi em với lại tụi em thất nghiệp bữa giờ dịch bệnh quá mà đâu có mình mày thất nghiệp nha, mày đủ tao á. Đó thằng này nó mày có chắc chưa? Dạ, chắc là chắc sẽ tham gia trò chơi con mực chưa? Chắc mà tụi em rồi hết thì đi. Ok. Ủa nhanh vậy? Ở đây. Ở đi bộ à? Dễ không? Dễ không? Trời kiếm tiền dễ, easy money. Ủa? Naruto, mày mặc mua đồ gì vậy? Xịu quá cho em. Ủa sao mình cũng bị mặc bộ đồ xịu quá game vậy? Ủa chị búp bê, ủa tại sao tụi em lại đi vô đây vậy chị búp bê? À mà đúng rồi. Đồ gì kỳ vậy? Nóng quá à. Đi chơi trò chơi chứ cái gì? Bị ngáo à. Trò chơi gì? Ủa là vô đây là phải mặc đồ này hả? Ừ. Tưởng được mà. Trời ơi chị không, tưởng mà. Đây là bộ đồ để nhận biết người chơi tham gia trò chơi Squid Game. Trời ơi, nhưng mà thằng bạn đâu rồi? Đâu vậy? Đưa hết vũ khí tụi bay ra đây. À, dạ. Đây nè em. Chị ơi, cái vũ khí của em. Thằng kia, đưa đây. Rồi xui đi Ken luôn. Chị ơi, cái vũ khí của tụi em. Ê trời. Đưa đây. Cái vũ khí này chị. Tao đang ngủ mày. Vậy? Mày nói vũ khí mày đây cho tao. Ác quá. Có. Nè. Trời ơi. Ủa sao chị bắt nhỏ ói chát quỷ hay gì? Trời ơi, không có ói được, ăn rồi không ói được. Sáng nay mới ăn muốn nhiều ói ở khác á. Để tao quýnh vô nè, ói ra nè. Chát quỷ đi. Quýnh ra cho tao gót chát quỷ ra, quýnh cho. Quýnh mạnh lên. Chị ơi, từ bạn em nó người cao su. Chị đừng quýnh á. Rồi luôn. Rồi mày giờ hành bình thường luôn rồi hả? Ừ. Mày chuẩn bị đi, chúng ta sẽ vào trò chơi đây. Ủa chị ơi, gọi chị lấy vũ khí em rồi sao em chơi? Rồi chơi vậy trời. Đây tay đi con. Cái gì? Nó có cái mũ gom dự phòng mà. Có mà. Đây là trò chơi đèn xanh đèn đỏ. Khi tao đếm đèn xanh, tụi bay được quyền chạy tới đây. Đèn đỏ, tụi bay phải dừng lại. Tao mà phát hiện đứa nào nhúc nhích, đứa đó. Đứa đó là đứa đó sẽ cười hả? Đứa đó sẽ cười hi hi. Con thử không? Thử đi. Ủa chưa bắt đầu mà sao mấy bạn chạy dữ vậy bạn? Ủa bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa? Ngưa có bắt đầu. Trời ơi, đâu toàn gian quá à. Trời ơi, thấy tự nhiên ông này chạy cứ chạy theo mà ai biết gì đâu. Ai biết gì đâu à. Rồi bắt chuẩn đầu bị. Rồi chuẩn 3, bị. 3, 2, 1. Đèn xanh. Đèn đỏ. Ôi dừng lại. À tao hiểu rồi, này giống như chơi bịt mắt dê hay gì chút tiền này kia. Vậy. Đèn xanh. À yeah, thằng nào lại đi đèn trước đó. Thằng nào lại trước đó đắng nghe, đứa nào làm sao làm chó. Hai kia giờ đâu có năng lực. Ê, đâu. Ơi, mày mất cả. À dạ em xin lỗi chị ruột. Đó nhúc nhích kìa, bắn bỏ đi. Thôi đừng bắn bỏ, em chị bắn em. Ủa chị ruột, sao chị giết em chị ruột? Đứa nào nhúc nhích đứa đó sẽ phải chết. Trời ơi. Rồi xong Sukuna tụi mày. Trời ơi rồi luôn. Đèn đỏ, đèn xanh. Ê, ủa gì? Ủa chị đếm có sai không chị? Alo. Đèn đỏ chị ơi. Chị quên kịch bản đèn rồi. Đèn xanh tao thích vậy đó. Đèn đỏ. Trời ơi tính ra nãy mình đi đầu luôn. Bây giờ Naruto nó về nhất rồi. Thế nào làm sao làm chó. Trời ơi. Thằng nào về nhất làm chó. Thằng nào về nhất làm chó nha. Ủa mày chơi cái gì kỳ vậy? Ừ nãy mày mới vừa nói gì mà. Thế nào làm sao làm chó. Đèn xanh. Okay. Đèn đỏ. Ê, ô. Á, nó dùng lên càng 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 đi. Thôi, không có chị ơi, chị phải nhìn mặt. Chị quay lại, nó còn chạy đó. Nhanh rồi chạy. Ủa chị chơi mất. Mày ngu. Chị chơi. Chị chơi ăn gian, chị ruột. Đèn xanh. Đèn đỏ. Ôi. Dạ vậy. Đèn xanh, đèn đỏ. Trời ơi, chị ơi, chị làm gì vậy? Ủa? biết vụ, biết bả vụ rồi. Mày da. Đèn xanh. Đèn đỏ. Ôi. Mày da. Đèn xanh, đèn đỏ. Chị đứng lâu giúp tí đâu chị. Đèn xanh. Đèn đỏ. Chị ơi, em chỉ có bước nào, bước nào. Một đứa đi qua rồi. Đèn xanh. Bước nào hả chị ơi? Đèn đỏ. Chị gượng, tha cho em chị gượng. Xanh xanh đỏ đỏ. Chị xanh xanh đỏ đỏ đây. Trời ơi, thằng kia. Nhúc nhích sao mày? Gì vậy trời?
Không, ủa ai lúc ai phi gì đâu. Xanh đèn đỏ. Trời ơi trời, mọi thứ thật là yên đèn bình. Đèn đỏ. Ủa gì vậy? Chị trời ơi, chị làm gì? Đèn xanh chơi rồi. Đèn đỏ. Ôi, rồi không còn ai trên đây cả. À, rồi, mày chơi mình mày. Mày chơi mới nào. Thằng này đâu có lâu. Loại được chưa, loại chứ. Loại đi, loại đi. Ờ, từ từ. Thằng này sẽ không được lấy tiền của chị. Chưa, chưa rồi, rồi. Đi qua trò chơi mới thôi. Ôi, cảm ơn chị nha. Em được đi chung. Ủa gì vậy? Ê, em được đi kéo rồi đó. Ui, vậy là đâu cần thắng đâu. Ủa chị ruột, chị ruột cho tụi em vô đây chi vậy? Bây giờ trả đồ lại cho tụi mày. Ủa trả đồ á? Ui, đây rồi. Trả đồ, trả đồ đây. Trả quỷ của tôi. Dạ rồi. Bây giờ tụi mình làm gì đây? Giờ làm gì? Trong đây sẽ có 4 con quái vật. Quái vật hả? Nhiệm vụ của tụi mày. Có tính chị không? Giết được hết tụi nó để đến tới cái cửa cuối cùng. Oh, và trong 4 con quái vật nó có chìa khóa để tụi bay có thể đủ điều kiện bước qua vòng tiếp theo. Yeah. Bắt đầu đi. Ok chị gục. Ok, vô. Rồi ra, pho chương sức mạnh đi mấy bơ. Ôi ơi, con gì vậy? Quay. Con ơi, ai lúc ấy mày đang cái gì? Mày quăng cái tay giả rồi. Ôi giời. Mày tay giả vậy mày, cái tay của tao dài không mà. Từ từ. Mày chết rồi, mày chết rồi. Ôi chết rồi kìa. Ủa cướp cái gì vậy mày? Ê đâu ai à, tao lượm được rồi. Cái này là cái gì vậy? Ủa cái chìa khóa. Tôi đâu? Trời ơi, nãy giờ tao chưa đánh được gì chứ. Để tao gồng cái tiền. Đâu đâu. Rồi nè, tao có tiền nhiều nè. Đâu đâu, mượn chìa khóa ra, mượn chìa khóa xem mày. Thôi. Chưa kịp thấy hình dạng chìa khóa như thế nào nữa mày chạm mày. Nhanh qua bán tiếp theo đi nào. Lẹ đi tụi bay. Trời ơi. Bây giờ tao sẽ dùng tiền nhiều nè. Ôi. Ôi. Con gì vậy? À, mày chết đi. Sức mạnh. Rồi. Lên. Ơi, đánh. Chết đi, nào tắm không, tao cho tắm nè. Cho nào hơi đánh rồi, ơi. Trời ơi, mày làm bể nhà tôi, có gì ruột coi. Gì ruột coi, nó phải chết rồi, chết rồi. Ủa, tao chơi mày luôn. Tụi bay dám làm phá công trình. Thằng ơi, tao vô, tao không biết kìa. Ủa, chị hay đưa qua đây vậy? Ủa, ai biết. Ủa, ai quýnh cái con. Lâm. Ây da. Ủa con gì vậy? Ủa con một mắt hả? Tao không sợ mày đâu ơi. Ủa con này xìu vậy? Cái gì vậy? Ủa con không biết hả? Mày Ok mày nè. Ôi ôi nó châu bò vậy. Mày nè. Ê. Trời ơi, ê nó bước. Ủa nó bước nào quá mày ơi. Ê nó bị chết vậy hả? Quay vậy. Mày lại phá map nữa rồi cái thằng lúc phi này. Trời ơi sức mạnh tao đâu có kiếm chết được. Ôi rớt lên kìa. Ê cái nè. Ôi cái nút. Đâu? Vậy? Ôi. Đâu. Trời ơi. Trời ơi, thằng nào đạo cái map luôn vậy? Ủa chị gái ơi, tụi em qua màn cuối nè chị gái. Tụi bay đứng im đó. Không, cho chị gái hỏi. Ơi, đừng im, đau lắm. Máu đau lắm. Rồi, chị gái nói đi. Đứa nào giữ hai cái chìa khóa? Ờ, em chị gái, em hai nút nè. Đưa đâu, đưa đây. Nó bị chết. Dạ, nè chị gái, lẹ đi chị gái ơi, em giật chết. Trời ơi, chị gái. Đâu? Không chỉ đâu. Mày lấy mày cầm ra hai tay coi. Đây nè, đây nè, đây đó. Từ từ. Cái gì? Từ từ nè. Đây nè, đó. Thấy chưa? Rồi, vậy mày được lên đây, bước lên đây. Ô, thấy hả? Đi xuống đi vô cái lỗ. Cái nút này là để mở nè hả? Rồi hai đứa kia đánh nhau đi để kiếm được một đứa bước qua. Chị gái ơi, nó nghe nè, quăng chìa khóa chị gái xuống mở cửa cho em cái ơi. Trời ơi. Để mình xuống em tự mở cửa luôn nha. Trời ơi. Mày bị điên hả? Mày trên đây rồi mà. Rồi. Rồi, em lên đây chi vậy? Rồi làm gì nữa? Hai đứa kia đánh lộn đi để kiếm ra người thắng cuộc. Hả? Ui, hai thằng bạn em. Ui, chào cha. Rồi. Vậy là hai gặp với hai bạn em hả? Vậy là đứa nào thắng đứa đó mới được vô. À, cố lên tụi bay ơi. Tao này chơi banh map luôn nha. Ok. Ê, banh map tụi chơi. Tao chơi khô báo với mày luôn nè. Ôi. Ôi. Đâu rồi? Ôi, mày đón cho tiền chiêu rồi, ghi mấy vậy Luffy? Hết, dạ, mày đón thử coi. À, tao nhắc ghi hại quá. Ôi, Luffy nó nè. Ôi, ai? Cho mày ăn lựu đạn con. Ai, sao đánh không được anh Luffy vậy? Cái gì? Ôi, trận đấu quá căng thẳng luôn. Trời ơi. Lao đầu vô anh Luffy. Trời ơi. Tao xui gì được. Lao đầu vô phi tiêu nha. Trời ơi. Chú bay ơi. Đã chọn ra được người thắng cuộc. Thằng kia lên đây. Lên đây nè. Rồi vậy là còn có hai em thôi hả? Mỗi đứa và một đường đi. Thằng kia chết luôn hả? Đúng.
Trời ơi. Thôi chị ơi, chị đi vào chết. Chị cho nó hồi sinh đi, cho nó đi về, nó còn đi làm vô hải tặc nữa. Thôi vậy, bước vào. Dạ, dạ, okay. Bước vào. Ê dạ. À, cái trò này kính. Trời, cầu kính hả? Ôi giời ơi. Ủa, đi đâu vậy ông nội? Hồi sáu vậy. Ủa, thôi đạp xuống đi. Đi về đi, về đi má ơi. Giá không đủ tiêu chuẩn nhận tiền nữa rồi. Ủa, bây giờ làm gì nữa vợ? À, đi đâu? Cầu kính gì hả sao? Chữ B này là sao chữ B? Kính, những cái kính trước mặt tụi bay nó có 7. Tụi bay hãy đoán xem kính nào đi được, kính nào không đi được. Ê, kính okay. Như kính này đi được mà. Rớt xuống dưới là sẽ chết nha. Ok chị gái. Ủa, mới dễ quá vậy? À, hình như là mỗi đứa đi một bên hay gì á, Naruto ơi. À, ok, hiểu rồi. Okay. Ủa, kệ vậy? Dễ vậy? Ủa, dễ vậy? Rồi, đi quanh đây cho chắc. Ê! Trời ơi, Naruto nó nhảy dưới rồi bà con ơi. Ê, leo lên đây. Giờ dạ, sao chạy? Leo lên đây, leo lên đây, leo lên đây bà bụng ơi. Ủa, chị gái, chị giết thiệt luôn hả? Đi trời tiếp ơi. Đi. Đợi, 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 đợi em cái. Ê! Ủa, sao tụi em được TP ra đây vậy? Dạ. Tụi em thua mẹ. Do không đủ người chơi cho nên hai đứa tụi bay được chơi lại. Trời ơi, chị cũng ngựa lắm. Ta nói, kính này sẽ có kính giả pha trộn với kính thiệt. Rồi, tụi em biết rồi, chị ơi, chị nói tụi em chết. Tụi em chết mấy chục bạn rồi đó. Thôi, Naruto, coi nè, mấy kính gì nè là mấy kính giả nè, Naruto. Ồ, ồ, hiểu rồi, ok, ok. Ok, trời ơi, nãy tao đi ngang, tao té đó, ok, ok. Rồi, easy, easy. Hiểu rồi, bây giờ nhảy qua đây nè. Anh bạn. Ủa, nhảy ra à? Ê, ê, ê. Ủa, gì vậy? Hai đứa tao canh đâm đầu xuống dưới chết vậy. Ủa, tao lao vậy? Nhảy qua đi đâu tốn, hai kia té rồi. Hình như hai kia quýnh mình hay sao á. Thì đà. Ủa, rồi chị gái. Ừ, chị đi đó chị à. Ủa, vậy làm gì chị gái? Ủa, chị gái đâu có tới vậy? Bây đứng đó đi. Ủa, gì vậy? Đứng này làm gì? Đứng đây rồi làm gì nữa? Ủa, ê, ê, mày nhìn kìa. Bên kia có hai cái nút kìa, thấy không? Xích tiêu. Ủa, bấm vô nút à. Ủa, như bấm vô hai nút á. Ủa, chị gái làm gì chị gái? Hả? Ủa, là sao? Này là gì vậy chị gái? Thằng kia bị gì vậy? Ôi! Ủa gì vậy? Hai ai tập quỷ này? Thằng một mắt, thằng đầu tròn, thằng vuông á. Mày solo với tao hả? Mày xin lỗi nghe, mày. Hỉ. Thằng quỷ! Hết cái hồn. Rồi, từ. Bây giờ tao sẽ không chơi với mày chiêu gần nữa, tao sẽ chơi mày chiêu xa mày. Hỉ! Đó, tắm mé không? Ê, Naruto nó nghe nè. Vậy? Quýnh thằng đó đi vô xin giùm vô giùm mày. Thằng nào áo xanh hay áo đỏ? Thằng áo đỏ mấy ơi, áo đỏ quýnh thằng áo đỏ giùm mày. Mày quýnh thủ không vậy bà nội? Rồi nhảy qua đi. Nó quýnh té. Rồi nhảy qua. Nó quýnh té, trời ơi. Nó tranh anh này. Ôi rớt cái gì thằng quỷ nào tao. Rồi qua vòng trong thôi. Nè cô tô. Khoan. Hình như là có cái cục phải không? Ê bắn xong đi. Cái gì ơi? Cái gì? Thôi chị gái ơi, chị giết em lần nữa đi chị gái, khoan từ từ. Rồi em lượm được đồ rồi. Em quay từ từ ngay, quay cái chị gái, em lượm cái cung cái. Rồi chị gái giết em lần nữa đi chị gái. Rồi. Cảm ơn chị gái nhiều nha. Rồi, bây giờ đi thôi Naruto ơi. Rồi giờ bắn vô nút ra chị. Đúng. Okay, bắn vào đi. Chị đi ra chứ chị. Trời chị đẹp quá, chị đứng chị che. Phe hoài. Ê, qua nè. Ủa, vậy là căn phòng gì đây? Đứng vào hai bên đi. Ủa, rồi hai bên rồi. Hai bên hả? Bây bây giờ hai đứa tụi bay sẽ phải đánh nhau và chỉ có một đứa thắng thôi. Hả? Ủa? Gì? Sao kỳ vậy? Nhanh lên! Nói chơi trò này. 3, 2, 1. Action. Vậy ơi. Naruto à. Bây giờ. Rồi bây giờ thua đi. Tao cho mày 1/3 số tiền. Gì cũng có 1/3 vậy. Chứ bây muốn sao? Ít nhất là tới gì ta? 50-50 chứ. Trời ơi, cái thằng kia nó đi về, nó tìm quanh bay tiếp rồi nên tụi mình khỏe. Bây giờ tụi mình có hai đứa mình là chia tiền đi. Thì 50-50. 50-50 thì coi như khỏi quýnh lộn luôn rồi. Quýnh đi, tôi 1/3. Không thì gì ta? Tôi 60, ông 40. Ủa khô quá vậy? Ủa vậy quýnh lộn chi? Thôi, thì bây giờ thì mới có 1 là 1/3, 2 là không có gì cả. Lựa đi. Gì giờ chơi là ai thắng đứa nào là ok rồi. Vô ok vô ấy rồi ôi trời sò ơi vô ôi trời ơi ôi trời sò ủa đã tập xa ra trời ơi đã tập xa ra ôi trời ơi ôi trời ơi con lại gần nè mày lại vô đây tự đâm đầu vô chết nha ơi có gì anh em mình từ từ mà phóng tiêu vậy.
khỏi thải tiêu mày luôn. Ôi ơi. Rồi, nè, ấy da, cái thằng quỷ nào của tao này nó giờ tắt cái xả đạn này, giờ mới chạy vô cái. Ôi giời, một tiếng. Ôi trời ơi, xin lỗi, thương. Dạ sao ê? Mày chết đi, thằng áo của tao. Mày chết đi, thằng áo của tao. Mà tao cầm dao. Mày chết đi. Trời. Tôi thắng rồi mấy bạn ơi. Tôi thắng rồi nhưng mà cái người tôi như con kiếm vậy. Chị em búp bê, em thắng rồi chị búp bê ơi. Ôi ơi. Chị gà, chị búp bê. Búp bê ơi, em thắng rồi nè chị ơi. Mày là người thắng sao? Đúng rồi, yeah. Được ôi rồi. Yeah. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Oh,